Cựu Tổng thống Pháp Nicolas Sarkozy viếng thăm Moscow, tin từ Moscow, Nga. Cựu Tổng thống Pháp Nicolas Sarkozy đã viếng thăm Moscow trong ngày 29 tháng 10 vừa qua. Sau khi nhận được bằng tiến sĩ danh dự tại Viện Quan hệ Quốc tế Moscow, thường được gọi tắt là MGIMO, ông Sarkozy nói rằng Pháp và Nga cần phải làm việc chung. Trong thế giới ngày nay, không thể chấp nhận cái giá của một cuộc chiến tranh lạnh mới. Kết thúc cuộc nói chuyện tại MGIMO, cựu Tổng thống Sarkozy đã gặp Tổng thống Putin để thảo luận về các vấn đề song phương. Cựu Tổng thống Sarkozy cũng nói rằng Nga và Âu Châu phải làm việc với nhau, các cuộc đàm phán luôn luôn tìm ra được sự hòa giải. Quan điểm của ông ta là thế giới đang cần nước Nga. Cựu Tổng thống Pháp Sarkozy đang lãnh đạo Đảng Cộng Hòa, được tin tưởng là sẽ ra tái tranh cử vào năm 2017. Chuyến viếng thăm Moscow của ông ta đã bị chính phủ Đảng Xã hội của Tổng thống Hollande mạnh mẽ chỉ trích. Tây Phương và Nga đã lạnh nhạt quan hệ sau khi Nga sáp nhập vùng Crimea của Ukraine và tiếp theo đó là một cuộc đứng dậy của dân quân thân Nga tại miền đông Ukraine. Chuyến viếng thăm Moscow của cựu Tổng thống Sarkozy đã diễn ra trước cuộc hội nghị quốc tế ở Vienna để tìm giải pháp cho Syria chỉ một ngày. Cuộc chiến Syria từ năm 2011 cho đến nay đã làm trên 250.000 người thiệt mạng.